Chiều mùng 3 tháng 4 năm 2011, lượt trận thứ hai của giải đấu C1 FPT đã diễn ra. Đáng chú ý ở lượt đấu này là trận thắng của FPU Student trước Fox 1 và trận thắng của FTG trước Tiên Phong Banh HO cùng với tỷ số 4-0. Tại vòng đấu trước, FPU Student đã thua Fistest 1-3, thế nên những chú ngựa non của trường đại học đang rất cần một trận thắng. Họ nhanh chóng đẩy các lão tướng Fox 1 vào thế phòng thủ và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Trong số 4 bàn thắng của FPU Student đã có một hat-trick của cầu thủ Trung NV. Tại trận đấu với FTG, Tiên Phong Banh HO tiếp tục có màn thể hiện tồi tệ. Các cầu thủ của họ tỏ ra bị sơ cứng về động tác, căng thẳng về tinh thần và mau chóng xuống sức. Nhiều tình huống cho thấy các cầu thủ của Tiên Phong Banh đã không giữ đủ bình tĩnh để theo đuổi thế trận. Trước một đối thủ như vậy, các cầu thủ FTG tha hồ phối hợp theo hoa diệt gấm trên phần sân đối bạn. 4-0 là một tỷ số phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Cuộc đối đầu giữa FSAP Nero và Fitfase mới là trận cầu đinh của vòng đấu. Trong một ngày thi đấu đầy ngẫu hứng, các cầu thủ đến từ FSAP đã 4 lần công phá cầu môn của Fitfase. Tùng PT và Trực HN mỗi người đã ghi 2 bàn trong trận đấu này. Đứng trước nguy cơ bị loại, các chàng trai Fis đã cố gượng dậy nhưng họ chỉ ghi được 2 bàn danh dự. Như vậy tại bảng B, Fis Verse và Tiên Phong Banh HO đều đã trắng tay sau 2 vòng đấu. Trong số 8 trận ở lượt này có tới 3 trận hòa. Đó là các trận giữa FUDM gặp FPT Online, Tiên Phong Banh FC gặp FSOP GNC, FSC gặp Fistep. Các trận này đều có tỷ số hòa 1 đều. Trận cuối cùng FSOP BU8 đã chiến thắng Fis Banh 2-0. Như vậy, hiện nay chỉ có bảng B là đá ngang ngũ, hai đội đi tiếp vào vòng trong là FTG và FSOP Nero. Tại bảng C, vé đi tiếp sẽ là tranh chấp giữa Fox 2 và FUSSB. Còn tại bảng A và D, cả 8 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Ghi nhận về lượt trận thứ hai cho thấy đã không xuất hiện thẻ đỏ nào. Các trận đấu cũng không quá căng thẳng như lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên, so với hôm khai mạc, trang phục thi đấu của một số đội đã có phần thiếu chỉnh tề hơn. Áo tuy cùng màu nhưng khác kiểu dáng. Một số trường hợp còn không mang băng đội trưởng. Ban tổ chức cho biết sẽ siết chặt việc thực hiện điều lệ giải từ vòng sau, tránh các trường hợp này tái diễn. Lượt trận này cũng diễn ra trong lúc nhiều khâu chuẩn bị vẫn chưa hoàn thiện. Lý do là vợ của ông Phan Thanh Hoàng, trưởng ban tổ chức đã vượt cạn ngay trước khi vòng đấu diễn ra. Chị đã sinh hạ một cháu gái nặng 2,8 kg. Hai mẹ con đều khỏe mạnh. Xin chúc mừng trưởng ban tổ chức giải.